Vâng, Trần Đăng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Đăng xin được trở lại với quý khán giả trong chương trình Thế giới ngày hôm nay của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Đăng xin mời quý khán giả theo dõi buổi nói chuyện rất là đặc biệt của một vị khách đặc biệt đến từ California. Đó là dân biểu Hollywood. Ông là dân biểu của Liên bang Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân chủ và của Địa hạt 48. Ngày hôm nay Trần Đăng mời ông dân biểu đến để trình bày một số các vấn đề liên quan đến cộng đồng của người Việt chúng ta, cũng như một số cái chính sách của Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Và welcome to Congressman Hollywood. Thank you for coming to our show, and please say hi to our Thank you. Glad to be here and appreciate you having me on the show. Yeah. Kính thưa quý vị, dân biểu Hollywood là người đã thắng cử trong cuộc tranh cử hôm năm 2018 vừa qua, đã đánh bại dân biểu liên bang Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Dana Rohrabacher. Ngày hôm nay tuy là làm việc mới được chưa đầy 2 năm, chính là mới chỉ có 1 năm, nhưng mà dân biểu Hollywood đã làm việc rất nhiều cho cộng đồng của người Việt của chúng ta. Và đó là lý do Trần Đăng mời quý ông dân biểu Hollywood đến với chúng ta ngày hôm nay. Even though you are elected just one year ago, but you have done a lot of thing for the Vietnamese community. Can you let us know what you have done in the past year? Sure. Let me give you first an overall look at what we've accomplished. I'm proud of the fact that our team has allowed me to be the most productive first-term member of Congress. We have introduced 28 different legislative matters, of which 16 have passed the House, many of them, most of them, bipartisan. And in addition to passing bills that are important, whether it's health care or protecting women's rights or addressing the opioid crisis or national security issues, I'm also very focused on working with the Vietnamese community and addressing issues that are important to the constituents here. And I know that hasn't always been the case, and I'm proud to be working. And just yesterday we had a roundtable discussion with a couple dozen people from the community to better understand the challenges we need to work on. Dạ vâng, anh xin được thông dịch cho những gì mà dân biểu Ruda vừa mới trình bày. Ông cho biết là trong đi làm việc mới một năm, nhưng mà ông đã làm việc và đã đưa ra 28 các dự luật, trong đó có 16 dự luật đã được thông qua tại Quốc hội Hoa Kỳ, tại Hạ viện Hoa Kỳ, và đặc biệt trong đó gần như là tất cả đã được sự đồng thuận của lưỡng đảng với tất cả. Đặc biệt là ngoài những cái vấn đề liên quan đến y tế, vấn đề ma túy, cần sa, vấn đề súng ống, ông cũng làm việc rất nhiều về vấn đề y tế. Và trong cái thời gian vừa qua, ông đã có dịp giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam rất là nhiều. Và trong quá khứ, ông và mới đây, ông đã có dịp tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam. Yes, please. Yes. I understand that you introduced some resolution to help Mr. Michael Phương Nguyễn and also the Montagna people, and also the some of the thing the, like the Black April of during the 30th of April. So can you elaborate a little bit more on what you have done? Sure. When we look at what happened to Michael Nguyen, that clearly is a violation of his rights and human rights, and completely concocted by the communist government in Vietnam. And myself, with other members of Congress, have sent a letter demanding his release. We will continue to hold Vietnam accountable for human rights violations, and I'm going to continue to work with the members of the community here to make sure we do that, as well as religious minorities who have faced challenges as well in Vietnam. Dạ vâng, tôi đang có hỏi ông dân biểu là trong thời gian vừa qua, thì với tư cách là một dân biểu liên bang Hoa Kỳ, tuy làm việc mới một năm nhưng mà ông đã có lên tiếng can thiệp cho ông Michael Phương Nguyễn, là một người Mỹ gốc Việt đã bị bắt tại Việt Nam và bị Cộng sản Việt Nam quy cho cái tội là lật đổ chế độ Cộng sản. Và trong những thời gian qua, ông đã cố gắng liên lạc và can thiệp cho trường hợp của Michael Phương Nguyễn. Ngoài ra, ông cũng đã cố gắng kêu gọi không có giúp đỡ cho những người thượng trước kia, là những người mà đã từng sống ở vùng trung phần, căn nguyên trung phần Việt Nam. Và những người này đã có đóng góp rất là lớn với lại quân đội đồng minh Hoa Kỳ trong cái vấn đề của chiến tranh Việt Nam. Well, that's
the things that you have done for the Vietnamese community, but I want to step in a little bit for all the policy, all the area that you contribute to the House of the Representative. I understand that you right now the House of Representative is introduced a resolution or a bill regarding the mass shooting, how to prevent mass shooting, and also the anti-hate crime. And also we know that the United States doesn't have a law about the domestic terrorism. Mm-hmm. What is your stand on that? And then what you plan to do for the time coming when you come get back to the Congress? Let me translate this first. Tôi đang xin được hỏi ông dân biểu là ngoài những cái vấn đề mà giúp đỡ cộng đồng Việt Nam thì hiện tại ở Hạ viện Hoa Kỳ đã đang có một cái dự luật chống lại những trường hợp mà xả súng trong đám đông cũng như cái vấn đề liên quan đến kỳ thị chủng tộc. Và thứ hai là Hoa Kỳ không có luật liên quan đến chống lại cái việc khủng bố nội địa. Thì với tư cách là ông dân biểu liên bang thì khi ông trở lại Hạ viện thì ông sẽ có những cái giải pháp nào cho trường hợp này? Yes, please. Gun violence clearly is an issue in our country. We lose approximately 50,000 people every year to gun violence death in the United States. And we need common sense gun violence reform. And number one on that list is having national background checks. The vast majority of Americans support it, over 90%, even the majority of the members of the National Rifle Association. We hope that other members who have fought us on this will come to their senses and do what the American people want. And when we get back to Washington, we'll continue to fight to address it. You know, these lives lost, we can never fully understand the damage done to the families and communities who have suffered so much. But what we can do is fight as hard as we can to make sure it doesn't happen again. Dân biểu Ruda. Thứ nhất, vấn đề bạo lực về súng đạn là một cái vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Và ông kêu gọi là chúng ta nên cần có một cái cuộc cải tổ, một cái cuộc cải cách về vấn đề súng đạn. Đặc biệt hiện tại đó, ông ủng hộ cho cái việc mà đưa đến cái việc mà chúng ta nên có một cái kiểm tra lý lịch trên toàn quốc. Và 90% là dân chúng Hoa Kỳ đã ủng hộ cái dự luật này, kể cả tổ chức NRA, National Rifle Association. Tình trạng có rất nhiều người đã bị tử vong vì những tình trạng súng đạn này, cho nên đã đến lúc chúng ta cần phải có một cái dự luật, một cái luật để mà đưa đến một cái việc mà kiểm soát súng đạn một cách hợp lý và cho tất cả mọi bên đều hoàn toàn đồng ý cái dự luật này. One other thing worth mentioning about this, and that is when you look at the politicians who are against common sense gun legislation, you will also find many of them have taken a lot of money from the gun lobby. Yeah. Ngoài ra ông cũng cho biết rằng rất nhiều người những người chính trị gia chống lại những cái dự luật mà cải tổ về súng đạn, thì những người này lại coi như là những người mà được ủng hộ và nhận tiền của rất nhiều các tổ chức mà ủng hộ súng đạn của Hoa Kỳ. Is there anything you want to add? No. Okay. Kính thưa quý vị, trở lại một cái đề tài tương đối khá quan trọng trong cộng đồng của chúng ta. Đó là cái việc mà những người Việt Nam đến Hoa Kỳ trước năm 1975 bị chính quyền Tổng thống Trump trục xuất nếu họ chưa phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là họ vi phạm luật pháp. Mặc dù rằng là phía bên Hoa Kỳ đã có một cái dự luật đã ký một cái hiệp ước đối với Cộng sản Việt Nam là không có trao trả những người này nếu họ đến trước 1995, tức là vào cái ngày mà hai bên ban giao. Thì cái ông đã làm gì cho những trường hợp này? Đó là câu hỏi này. My question is this. The Trump administration deport a lot of the immigrant or Vietnamese refugee who came to United States before 1995, which is before both United States and the Vietnamese government signed the agreement not to deport or not to take any immigrant coming to United States before July 1975. But the Trump administration still want to deport them, try to, if they violate the law and they are not U.S. citizen. What is
your stand on this situation? I'm totally against it, and we have sent a letter to the Trump administration outlining why this policy is wrong. When we look at the individuals who could potentially be subject to deportation, these are individuals who know one country as home, the United States of America, who could have gone through the application process for citizenship at some point, and perhaps that didn't happen when it should have. And they may have committed a crime that they have served their time for, but they are now members of the community with families here, not in Vietnam. And we need to make sure that our policies reflect the community and the culture that is so important to what we aspire to here in America. Dạ vâng, ông Dương Biểu Rura cho biết rằng ông hoàn toàn không đồng ý với cái chính sách này. Ông nói rằng là ông đã có liên viết thư cho tòa Bạch Ốc và phản đối cái chính sách này. Một trong lý do là bởi vì đây là những người Việt Nam, họ đến trước năm 1975. Tuy rằng họ phạm pháp nhưng mà họ đã trả cái giá của họ, và hiện tại họ, đối với họ, cuộc sống của họ trên nước Mỹ là nước Mỹ, họ không biết gì về Việt Nam, và họ gia đình họ đã ở đây, cho nên trục xuất họ về là một cái điều không được nhân bản. Và sau đây Trường Nắng xin mời quý nhà theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây Trần Thắng xin được trở lại với buổi nói chuyện với dân biểu liên bang Hoa Kỳ Harley Ruda về một số cái vấn đề chính sách liên quan đến cộng đồng của người Việt chúng ta. Now let's get back to the healthcare issue. It's very the most important issue right now in the community regarding the pre-existing condition with the elderly and also the ACA program. Now the Trump administration tried to repeal and also tried to stop this program. What is your action? What's your plan in the next few years to try to stop it and try to improve the ACA to make it better? Right. Well, the ACA is not perfect, but it helped get tens of millions of Americans the insurance that they desperately needed. That also included pre-existing conditions. And that's really important that we continue to provide coverage for pre-existing conditions, since virtually everybody has one. But we need to expand healthcare. We need to make sure that people in all of our communities, including the Vietnamese community, have healthcare to ensure that they are able to be strong members in our society and our economy, and that it doesn't become such a burden that they can't continue to take care of themselves. Dạ vâng, ông Rura cho biết là vấn đề y tế là một điều rất là quan trọng. Ông đồng ý rằng là cái chương trình y tế ACA, tức là hay còn được biết đến là Obamacare, tuy là nó không được perfect, không được hoàn toàn hoàn chỉnh 100%, nhưng mà hiện tại có 10 triệu người đang sử dụng cái y tế này, và đặc biệt là những người mà đang có những tiền bệnh trước là điều rất là quan trọng. Chính vì thế mà ông nghĩ rằng là cái điều quan trọng là vẫn tiếp tục giữ cái chương trình này, hoặc là làm cho nó tốt hơn để phục vụ cho những người trong cộng đồng của chúng ta, những người lớn tuổi, những người bị bệnh. Okay, that's it. Can I add a couple points sure. to that? Yes, yeah. Yes, sir. Yeah, it's important to note that the United States, when we compare it to other industrialized developed countries in the world, we spend almost twice as much on health care as these other countries do, yet we actually have worse performing metrics. If you look at how we score against these other countries, we tend to be in the bottom quartile. And that's because we have a bureaucratic mess when it comes to how we provide health care. So we know we got to continue to fight to get bureaucracy out. And we also have to note that the leading cause of personal bankruptcy in the United States is inability to pay your health care bills. So we've got to do a better job to make sure that we've got support for members of the community to make sure that doesn't happen. Dạ vâng, ông Dương Biểu Holly cho biết rằng là nếu mà chúng ta so sánh với tình trạng y tế của Hoa Kỳ và với lại quốc gia tiền tiến khác, thì Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ phải trả tiền y tế rất là cao, kính thưa quán giả. Tuy nhiên về cái dịch vụ thì đứng hàng chót. Và ông cho biết rằng là hiện tại đó, trong tất cả những cái vấn đề mà phá sản đó, thì phần đông việc phá sản vì không trả nổi cái tiền y tế cho bác sĩ là một vấn đề rất là quan trọng. Chính vì vậy vấn đề y tế là cái quan tâm hàng đầu của ông, để làm sao để tiếp tục giải quyết và giúp chúng ta có thể có được cái nền y tế tốt hơn.
go back to một cái trường hợp khác kính thưa ông nhà, đó là liên quan cuộc hiện tại về tình trạng Trung Cộng đang lấn chiếm vấn đề Biển Đông. Thì chúng tôi xin được hỏi ông Hali Roda là quan điểm và lập trường ông về cái vấn đề như thế nào và làm thế nào để giải quyết tình trạng này. One of the most concerned right now in the Vietnamese community, and also not only Vietnamese community, but probably in the Indo-China, Indo-Pacific region, which is the expansion of the China power into the southeast, sea. What is the House of Representatives in the Democrat in this case take a stand on that to try to stop the expansion of the Chinese power into the southern region? Right, we've seen with China's Belt and Road Initiative and China 2025 initiative, an attempt by them to be the dominant player in the region, both economically and militarily. Also, we've seen the building of islands in the South China Sea to support those efforts. We've seen Vietnam giving up land under 99-year leases and working in conjunction with the government in Beijing. And this is a threat. This is a threat to the economic security of surrounding countries, and the United States has to step it up. And unfortunately, the current administration has taken a position of isolationism, stepping away from the world stage, when right now this is the time we need our government to take a more active role in the international scene. And I'll let you do that, and then I want to talk about a bill I've got as well. Okay. Dân biểu Holly Rada cho biết hiện tại đó là theo cái ý định của phía bên Trung Cộng thì đến năm 2025 thì họ sẽ coi như tấn chiếm toàn bộ vấn đề Biển Đông. Ông cho biết rằng đây là một sự đe dọa của phía bên Trung Cộng đối với những quốc gia trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông. Thì ông cho biết hiện tại đó, cái chính quyền hiện tại đang ở trong cái tư thế là càng ngày càng tự cô lập của mình, mà thay vì là hợp tác với tất cả các liên minh đồng minh để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng. Thì đó là một cái vấn đề là chúng ta không là không thể nào ngồi yên hoặc là tự cô lập chúng ta. Yes, please. Yeah, so what we want to see when we work with China is that we play by the same rules, and China does not play by the same rules when it comes to business. Businesses can't go into China that unless they give up often 50% of the ownership. Some are prevented from going into the country and selling their goods and services altogether. Yet businesses from China can come into the United States. And we are recognizing that there's a greater national security issue with some of these businesses from China coming to the U.S. Specifically, I have authored legislation to prevent American taxpayer dollars from being used to buy buses and rail cars from Chinese companies. And the reason is it's a national security threat to the United States, and I'm proud of the fact that that legislation is bipartisan and also supported in the Senate. Dạ vâng, theo ông Roda vừa cho biết đó, hiện tại đó là tính tới giờ phút này từ cái cuộc chiến tranh phía bên Trung Cộng họ không làm ăn theo một cái khuôn phép nhất định, nghĩa là không chơi theo một luật chơi công bằng đối với cả hai bên Hoa Kỳ và Trung Cộng. Chính một số những công ty ở Hoa Kỳ khi làm ăn ở Trung Cộng thì họ bị bắt buộc là phải đưa 70% lợi nhuận, 70% hoặc là đưa tất cả chia sẻ những cái gọi là cái trí tuệ và cũng như cái phát minh của mình đối với các công ty của Trung Cộng, và việc làm ăn của họ gặp rất nhiều khó khăn tại Trung Cộng và họ không chơi theo luật chơi. Chính vì vậy mà cái vấn đề đặt ra đó là đã đến lúc mà Hoa Kỳ phải, và cũng Hoa Kỳ phải có những cái luật buộc Trung Cộng phải tuân thủ luật chơi để cho cái công bằng, cho sân chơi công bằng hai bên. Điều đặc biệt đó là ông Ruda, dân biểu Ruda đã đưa ra một cái dự luật, mà dự luật này đã được sự ủng hộ của lưỡng đảng, trong đó là không dùng tiền thuế của người dân để mua xe bus hoặc là mua tất cả những cái xe lửa từ phía bên Trung Cộng sản xuất, là bởi vì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền an ninh kinh tế của Hoa Kỳ. Yeah, anything that you would like to add about this issue? Yeah, I can add one more thing, and, yeah. And this again emphasizes why we have to keep an eye on China. China uses state-sponsored enterprises
to take over entire industries in foreign countries. And these companies don't work in a capitalistic way where they have to make a profit, because it's underwritten by the government. And that's why this has become such a big issue, as China uses these companies to take over these industries across the world. Dạ vâng, ngoài ra ông Rura còn cho biết rằng là phía bên Trung Cộng họ sử dụng những cái công ty quốc doanh và cũng coi như là bao cấp những công ty này để mà có những công ty này có thể đầu tư buôn bán ra nước ngoài và nuốt những công ty khác ở nước ngoài tạo ra những nền kinh những cái việc cạnh tranh rất là bất công. Đặc biệt là chẳng hạn như tại Hoa Kỳ, chúng ta có biết là ở phía bên Trung Cộng họ có thể làm ăn thoải mái và đầu tư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên những công ty của Hoa Kỳ thì gặp rất nhiều khó khăn khi làm ăn và buôn bán tại Trung Cộng. Chính vì vậy mà đã đến lúc phải có những cái biện pháp để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng liên quan đến vấn đề kinh tế. One more point regarding your projection and also your plan, your goal in the next year, in the next coming Congress. What's your plan in the next Congress? I'm going to continue focusing on what I have been all along, and that is from a national standpoint that affects us here is focusing on quality health care for all Americans, making sure that we're addressing gun violence, providing best we can to fight for the tax dollars that we have paid here to come back to support our citizens in Orange County. In local issues, we're going to continue to focus on providing affordable housing, making sure that we address some of the issues with the airport noise at John Wayne Airport, representing the concerns of the Vietnamese community here as it applies to the unique culture and the issues that we talked about earlier that are very specific. And most importantly, though, my job and my office's job is to meet and hear your concerns and hear what's important to you and work as hard as we can to help address those issues. And I'm very proud of my team and the job they are doing, and looking forward to continuing to serve you. Kính thưa quý giả, thì tôi đang có hỏi ông dân biểu Ruda là trong những ngày sắp tới, trong năm tới thì dân biểu sẽ làm cái gì trong những ngày để phục vụ cho cử tri của ông. Thì ông cho biết là trong những ngày sắp tới về ông sẽ vẫn chú trọng về vấn đề y tế, thứ hai là vấn đề bạo lực về súng đạn, thứ ba là làm bảo đảm rằng những tiền thuế của cư dân tại quận Cam đóng thuế sẽ được quay trở lại để phục vụ chúng ta. Vấn đề thứ ba là vấn đề nhà cửa, làm sao có thể nhà cửa có thể mua bán được. Thứ tư đó là vấn đề về cái việc mà những tiếng ồn ào của phi trường, như chẳng hạn phi trường John Wayne Airport trong thời gian vừa qua tạo rất nhiều tiếng ồn và nhiều cư dân đã không đồng ý. Và thứ hai là tiếp tục phục vụ cho cộng đồng con người Việt chúng ta, những quyền lợi và những cái ý muốn của cộng đồng chúng ta. Và thứ ba nữa là nếu quý khán giả có những cái vấn đề quan tâm nào thì cứ việc đến văn phòng của ông Harley Ruda và nói chuyện với lại những cái nhân viên làm việc ở đây thì sẽ được sự hỗ trợ. Once again, thank you very much for coming into our show, sir. Thank you. Thank you. And then hopefully we will have you back in the near future for anything that you would like to introduce to our community and show us the concern. It would be my pleasure. Thank you. Thank you, sir. Yeah, một lần nữa cảm ơn quý khán giả.